Chào mọi người, bữa nay là có mấy anh chị bạn bè của Tí Cầu Qua bên nhà chơi. Đây là thùng bia đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ còn 5 phút đồng hồ. Có mặt à. Chút lên để em nằm con. Lên để con nằm. Thấy không? Còn bà ông kia coi rồi. Ê. Được, nó lớn nhanh thiệt chứ. Khôn lắm quá. Thank you.
Sao qua từ bữa cái video tới giờ có ai gọi không ạ? Có. Có vài người hả? Có một chị này nha. Chị này bên Cali gọi em, hình như chỉ có chị đó nhận tính. Ừ. Yeah. Từ từ. Lại có thêm một người gọi em mà không phải là về giữ nhà cửa mà gọi về bầu trời Cali á. Có thể gọi số phone từ tùm lum này nọ thì em mới kêu bé Thanh đó là hình như có ai muốn liên lạc với anh Tuấn đó. Dạ. Yeah. Nè mới nè, cho mới nè. Cái này nhận đỡ anh Tuấn. Ừ. Chai bia này dặn đâu luôn các bạn, không cần phải mà khui bóc bóc đâu. Ê Tiết, cái sợ bị hư chỗ này cắt bỏ chỗ này thôi Tiết, chứ thấy nó chín rồi hả? Chín bộ ngon. Hiểu không? Gọt ra luôn đi. Đưa. Đưa dao đưa dĩa tao gọt cho. Ủa bữa nay phút bò mà. Bốn trái. Nó bầu thằng Thánh của tao rồi. Ồ tối nay play trực chơi. Dạ tối nay play trực chơi. Em mới đến chưa hả? Chưa. Để con ra con cắt cho con. Con đem đâu? Cầm tay trái mà cầm cái dao bào tay phải thì thấy ứa ra. Nó bị ngược. Mấy đứa mà tay trái nó bị ngang bướm. Ủa tức là tay trái hả? Tay trái. Ủa không có đâu, cho biết mấy người mà tay trái là họ mà giỏi một cái gì hả? Họ giỏi mới nha. Hình như hồi nãy chút lên cầm rồi đó chị ơi. Không. Cái tiếng nó dụm dĩa thôi. Chắc lấy cái khay quá. Cắt vô khay ngồi đi con. Cái khay rồi, ngồi đi. Đây. Châm lò hả? Châm lò. Lò nào? Lò là than á hả? Than hả? Lạnh nó ngồi sao nước mà. Ừ, bây giờ lạnh rồi. Mắc vậy rồi. Hấp nó được, chịu ăn. Hơi nó vừa thấy ra là được rồi. Khoa bỏ vô lò nướng. Khoa thích nướng. Lò này nhẹ. Không có quỳnh thì được không? Có quỳnh được. 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 Quỳnh phải để vô cái khay bự bự á. Để vô cho hồi nướng nó hả họng ra. Bỏ vô cái khay này nè. Thì cũng vậy thôi, cũng như hấp thôi. Nướng cho nó nóng. Trời, trái xoài nó bự. Ngon lắm á. Lý sao? Cầm con dao xe ghét. Hết dao rồi đem con dao chút ép vậy ông nội. Làm gì đứt tay? Bào cái cà rốt với củ sắn á. Bào nhanh quá, rướt một miếng da. Giờ tôi nhớ cái tôi còn... Tao nghe mày kể tao thấy rất là nghiêm trọng. Miếng da nhỏ xíu. Ê, nhưng mà rát lắm nha. Giờ cắt cái xoài nó mới rát. Bận nạ với cái yêu nổi danh quá. Trời ơi, mày rướt thêm mấy nhà luôn. Đây á, con chủ. Những gương mặt đủ. Nghĩ là em khỏi ra bằng ngăn nữa. Làm mày làm gì vậy Thanh? Bánh tráng trộn phải không? Chùm bánh tráng trộn là đây. Chùm bánh tráng trộn. Ăn xong đắp mặt nạ, muốn nghe đơn chứ người lấy bánh tráng à. Ăn xong đắp mặt nạ.
nhiều đó mẹ. Có nhiều đó. Ba tủ rồi, để cho có Hương có hoa vô trước không? Em ra ăn khác kìa. Ăn đó hả? Ừ. Không có không? Đồ hoài. Lấy cái thằng nhôm lấy cái thế là mũ. Trời ơi, cái thau nhôm của mẹ nó có chút xíu à. Trời ơi, thau mũ nhìn mới giống Việt Nam chứ. Wow, đồ ăn quá trời vậy. Wow. Hello chị An. Chị em mua đồ ăn quá trời. Cứ ngồi im, ngồi im, ngồi im. Mì xào, thịt bò hay cái gì á. Mực chiên giòn. Lẩu. Một lẩu đúng không? Cánh gà chiên nữa nè. Ồ, cái này là bún. Mở ra đi, mở ra đi, mở ra đi. Ừ. Trời ơi, cái cây nó bự kìa các bạn ơi. Giống như lẩu Thái Lan. Cua. Rang me hả? Rang muối. Rang muối. Mình thấy nó khô, biết rang muối rồi. Cua rang muối. Cái này cua đá. Wow, cú đá luôn. Này mới là răng me nè. Cái này mới là răng me đây. Bỏ đây. Để ăn giữa tí rồi. Này nước chấm. Vô nước xào dưới đầu gió nào chứ kìa. Wow. Nó mới ngủ dậy. Cái tay vô mũi. Cái tay kia nó đâu rồi. Cái tay kia nó chỉ hết em. Cái tay kia nó chỉ hết em. Cái tay nó đổi dưới. Cái gì vậy? Cái tay nó đổi dưới. 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 Cái tay nó đổi tay nó. Để cái tay đó nó như thế này đi. Cái tay nó cưới nha. Cái tay nó cưới nha. Cái tay nó cưới nha.
tăng thêm tăng cường thêm nước lẩu. Nước lẩu hơi bị ít. Nó bán đồ cho nó bán đồ trên Amazon á, nó bán từ là nó tự mua tự gửi cho mình. Cái này là của mẹ chịu view nha. Phòng hờ nửa đêm lỡ mà nhậu mà có đói bụng thì ăn xôi. Mẹ là nấu mấy cái này hay lắm các bạn. Xôi nè, xôi đậu xanh nè. Qua đây. Nước cốt dừa. Mắt in bé tiết đó. Đó, nước cốt dừa để ăn với xôi. Thấy chưa? Thôi bỏ dầu ăn vô nữa nha các bạn. Đó, đợi tại em hỏi lý do xíu dầu ăn. Ở nước Mỹ này á mà mình lấy đồ của ở chỗ bạn. Dạ không thành phi. Đó. Ủa cái này cái gì đó? Chỉ có buổi trưa cay cay đó này cay lắm đó nha cay lắm mà chỉ có buổi trưa mới cho nó ăn mix thôi à chứ còn là đậu chua nó ăn có cho ăn người không bởi vì thấy mình nó thèm không không bị thằng kia nó ăn anh Đạt có thèm nó ngó mình hoài nó khều khều hoài em tức quá không cho nó ăn mình biết nó có tâm khôn người ta không có tâm khôn người ta không cái gì đó có anh vũ đó mày viền của mày mày nó sợ ra bò bé ghét với tôm khô người ta ngon nhất cái này nó có tôm khô không biết rồi mà gì mà tôm khô mới rồi em lấy miếng đó chỉ vậy ngoan đi coi đừng làm nó coi nhậu với mẹ đóng đèn vô vô thêm không? Lấy lại đổ thêm nữa. Đổ vô luôn hả? Ừ. Cái em queo hả? Món thanh đó, đáng lẽ có người thích ăn đây là thi. Mà hôm nay anh thi nó ăn rồi. Cô thi là... Ai có chuyện con hả? Cũng ghi rồi. Được sao? Anh ấy hả? Cái bà trễ. Xong tên tình ba. Ngon. Tại anh ta mày biết tao lên đây á, lúc nào cũng 10 giờ, 1 giờ, 2 giờ mới về. Nó nghĩ là 12 giờ mới về, thì đến đó 1 giờ thôi khỏi đi luôn. Nhớ không? Nhớ, cùng lắm, nó ngủ con té. Ngủ quá, anh nghĩ ngủ quá. Cái gì lạ lạ đi. Cái gì này? Ô, Corona anh uống rồi mà. Đã uống rồi mà. Có nước nước ngọt á, nước trái cây á. Ôi da. 35 điểm. Thì 35 điểm. Cây ok. Lấy nãy không? Chưa thấy cả 35. Bún kìa. Ê có chả cá rồi luôn nha, đầy đủ nha. Siêu to siêu ông lộ đặc biệt nha. Tô đặc biệt. Tại vì mình ngồi sao á mọi người. Cái sao mình bán á, mình bán thoải mái luôn á. Cái cô đó bán 15 ngàn. Trong phòng thuốc đó. Giờ nó qua đây nó hỏi bán thuốc. Đó, nhưng mà bên kia thì chăn nước rồi tiếp. Đó. Tức là cô nó hỏi. Thì sao mấy bạn có ăn ngon không? Hả? Cái đồ ăn bàn nhỏ ngon nhiều. Ai đó? Bác bàn nhỏ. Bàn nhỏ. Bàn nhỏ ngon quá. Gà mì kia quá. Cái đồ ăn lâu lâu ra. Đâu bị ám ảnh nhiều hết rồi. Chắc có bị ám ảnh Việt Nam là bữa mình bán thuốc luôn vậy. Đúng rồi, bên Việt Nam. Rồi, sáng kêu. Trời ơi. Wow. Ăn được á. Chị Như đang đợi mà tống tống rồi. Tống gì? Chị đi học chứ không phải chị đi học. Đúng rồi. Không có liên quan gì nào. Không ghế bên này. Ngoài ghế bên. Không nhưng mà trong cá trắng, chả cá, thịt bò, mực. Đâu có đâu. Rau muống. Ở nhà hết mà không? Đâu có vô trường hả? Anh tưởng em đắp vào nạ chứ. Ở đâu có đó có người nhờ mua dụng mà. Ủa đúng rồi. Anh mày quảng cáo cho giới thiệu vô đó ăn phải. Gì mày? Gì mày? Gì nữa? Chị đàng hoàng mày. Được có em nói thanh mà. Thôi làm nè. Tự thử đi chén luôn người ta kìa. Cái này đang thâu trước tao vui vậy. Cũng xài tao.
cái là chỉ mặt theo bị ngại á. Em sợ cháy mấy tấn rồi cái gì đó. Cô Minh Thanh, ủa quảng cáo cho bạn 10% chứ. Anh quảng cáo cái gì? Quảng cáo ba ba cái hộp nhẹ đó. Vậy anh bên đây ha. Ủa bên đây nè. Mua lại không? Em mang hả? Có không? Vì có người ta mua ông mua á, người ta mua á, cái dụng mà. Nó nói từ 8 rồi. Ví dụ đó. Ví dụ mua mặt nạ đó. Ngon quá. Em thấy em cứng lắm không? Cái mặt nạ đâu vừa mặt con Khánh. Nhỏ quá không? Mặt bệnh vậy nè, mặt đâu vừa đâu. Phải đắp hai cái. Mặt nạ phụ nữ đắp, ngon đắp vậy râu đi. Đắp vô không dính được luôn. Không nặng bụng với nặng râu không? Nặng râu ra đúng thì tao ăn quay mày nè. Nản. Rồi, hết rồi. Nến rồi. Mấy ai như subscribe với Tuyết, bắt đầu với Tuyết các bạn. Bắt đầu với Tuyết là chính xác là ngày 25 tây tháng 9. Bữa nay là ngày 20 tây tháng 9, là ngay ngày Chủ nhật. Cho nên là làm trước cho nó vui vậy thôi. Sau đó sẽ có phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6. Cảm ơn mọi người đã xem clip Bầu Trời Cali ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ăn no quá trời luôn. No quá uống cũng không nổi luôn. Giờ mệt rồi, đuối. Bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo sắp tới. Để sẽ có những cái chương trình sinh nhật của Tuyết Bé Tuyết làm sao đó không biết. Bữa nay ở nhà mình. Hẹn gặp lại.